Vì người cầu thanh văn nói đạo thanh văn, không nói đạo Bồ Tát độc giác. Vì người chấp trước ngã, nói đạo vô ngã. Vì người chấp trước pháp, nói đạo pháp không. Vì người chấp hai bên, nói trung đạo. Vì người mê loạn, nói đạo trì, quán, để họ hết mê loạn. Vì người hí luận, nói đạo chân như, để họ hết hí luận. Vì người chấp trước sanh tử, nói đạo niết bàn, để họ ra khỏi thế gian. Vì người theo đường mê, nói đạo chân chánh, để họ xa lìa đường tà vạch. Này Thiên Vương, đây là Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết rõ đường tà, đường chánh để hướng dẫn hữu tình đi ra thông suốt.